Trân Thành ơi, tôi đang quay nè. Trân Thành đã hứa với tôi sao nói đi. Không mua dầu thơm nữa đúng không? Không mua dầu thơm nữa đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đang đếm từng cái là 1, 2, 3, 4, 5. Cái này khó đếm lắm. Nó cùng màu nó khó đếm kìa. À, đừng có đánh tôi nha 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 có mắt đây. 106 7 8 9 10 110 114 114 à 214 What? Cái tôi đếm mà tôi mệt mỏi luôn, tôi nhức đầu luôn á. 314 cái từ hai. Sau này à 214 cái từ sau này phát sinh thêm cái mỗi cái thêm cái là phạt 100 đô. Xê. Đừng có nói xì rồi đi xì xài gì hết trơn á nha Trân Thành. Ê mặt cái gì vậy, mặt xạo sự hả? Sao cứ mỗi ngày cứ lén lén mua dầu thơm vậy? Anh hứa với tôi sao? Anh sẽ không bao giờ mua nữa. Anh sẽ nghe lời vợ. Anh sẽ dành tiền. Ông không mua nữa đâu. Trong vòng 6 tháng. No no no. Trong vòng 3 tháng. Anh sẽ không mua nữa đâu. Và bây giờ mua thêm nữa. Mỗi lần mua mua một chai tôi không nói. Mua gì? Mua một loạt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món này là món mới nè. Nói đi. Nhớ nha. 2, 1, 4. Nhớ suốt đời cái con số này. Cười hả? Cứ cười đi. Cả thế giới sẽ cười anh. Anh cứ cười đi. Nói gì đi Trân Thành. Bất công. Tại sao bất công? Nói đi. Bất công gì? Nước mắt tôi rơi. Nước mắt đâu? Không có nước mắt gì hết trơn á. Giọt nước mắt anh rơi. Trân Thành. Nhớ nha, 214 đó là một cái con số cuộc đời của anh nhá. Không bao giờ hơn nữa nha. Không có chủ chứa. Thiếu cái gì? Lúc trước đáng lẽ là mấy cái này là nó đứng từng cái, từng cái, từng cái rất đẹp. Bây giờ nó không có chủ chứa, phải làm sao? Sắp xếp kiểu như vậy. Tào lao không? Nói đi Trân Thành. Nãy giờ sắp xếp dầu thơm say mê mất nguyên một tí. Và bây giờ nói với tôi là anh mệt quá, anh buồn ngủ rồi. Cái gì vậy? Nói đi. Kiến thưa cái gì? Hãy nhớ con số 214. 214 đó là số của Trân Thành. 214 nha cái gì? 214. Đồ điên. Thôi bye bye mọi người.